Phong mà cần sửa gì á thì để tôi sửa giúp cho. Tôi có ý này, tôi sẽ hủy hoại từng đứa một để chúng nó suy yếu mà tan rã. Mày bao cói này. Hả? À? Mày ra lấy cục xà phòng rửa hết cà rốt của túi rồi. Mấy người á, đừng có ý là nhân gốc ở đây. Ở ngoài á, xanh điệu bao nhiêu mà nhân cách á, thì rác rưởi á, thì cũng thua mấy đứa nhà quê thôi. Phong mà cần sửa gì á thì để tôi sửa giúp cho. Gì? Mà sổ là cái nết mà trước á. Sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để em vội đến và rồi vội đi? Phải chăng anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều? Nói đi em, đừng ai dù anh muốn em và sống sao?